Xin chào các bạn, lại là tôi đây các bạn ơi. Hôm nay thì tôi không biết nói gì hơn chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ bên những người thân của mình nha. Thì hôm nay tôi lại chăn bò các bạn ơi, thì công việc vẫn thường ngày như vậy mà. Thì mình không biết nói gì hơn, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã luôn quan tâm tôi. Thì trong thời gian tới thì tôi có mời mấy anh em ở cùng xóm làm vài đồ món ăn lặt vặt cho các bạn xem nha. Thì hiện tại tôi cũng không có ai làm nên tôi tranh thủ quay những clip mà đi chăn bò của tôi cho các bạn xem. Thì cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Bây giờ tôi phải đi chăn bò thôi. Hôm nay tôi với ông ngoại ở xóm tôi chăn bò các bạn ơi. Bò của ông kia này. Đấy, các bạn thấy không? Cho con ít cái rồi tí nữa con ăn đi. Con không có gì cầm đâu, có nhựa đâu. Con lấy con tí nữa con ăn cơm với chuối, với chuối con à. Ông bỏ dùm cho con cái trong này. Tí nữa con ăn. Ông ngoại cho tôi ba cái bắp nấu các bạn ơi, con cảm ơn ông ngoại. Ngon quá. Tí nữa con ăn luôn. Các bạn thấy không? Oh no!
Giờ ăn cơm các bạn ơi, bây giờ tôi ăn cơm các bạn. Đây túi của tôi đây. Cái đây là gì? Giấm. Lên núi rồi mình cục giấm rồi mình rảnh. Trong alo tôi có những gì này. Rồi mấy cái chuối, bắp. Nãy ông già cho tôi ba cái bắp này, còn cái chuối đây, tí nữa tôi ăn cơm với chuối. Rồi cái nữa. Một cái bình nước. Rồi một thủ cơm vậy xong rồi gì nữa, à một cái muỗng nữa. Bây giờ mình ăn cơm thôi các bạn, ăn cơm trưa đi nha các bạn. À xin mời các bạn ăn cơm với tôi nha. Thằng đó trước nói xa kiểu anh xa rồi xa xưa bác thầm nhớ à bấm rút không nó có phim hả. Hôm nay cầm ăn cơm với chuối nó ngọt ngọt cũng dễ ăn lắm, lên núi cái gì ăn cũng ngon hết á, bình thường thôi. Mình ăn nhân giả lắm, ăn cái gì cũng được, lên núi ăn cơm không luôn á chứ. Đây các bạn, chuối này. Lột cái chuối ra rồi bỏ vô cơm à, ăn thôi. Chiều nay mới nấu canh cá, cá chua, canh chua ăn. Các bạn ăn gì chưa? Đóng nè các bạn. À, bắp, chuối. Ăn như thế này no tới chiều luôn. Ở mùa này là mùa bắp. Người ta trồng bắp nhiều lắm, đi lên núi là thấy bắp người ta ngoài ruộng là mình xin. Xin vài ba cái thì người ta cũng cho. Rồi mình nướng luôn. Đi ra.
Trời ơi, lâu quá không mới gặp. Nãy anh Trang bò đâu anh trai? Hả? Ê, là hồi nãy anh Trang ở đâu? Anh Thi hả? À, chuẩn bị lừa bò về chưa? Hả? À. Giòm á, giòm anh giòm tặng mà. Anh nháy mắt vô mới thấy. Rồi thấy giờ, sáng sắc mắt vô tí. Các bạn ơi, bây giờ tôi đang lừa bò về các bạn ơi. Đến giờ rồi, 3 giờ chiều rồi các bạn. Trời ơi, cầm tạ tập thể dục luôn á anh trai. Rồi vừa chăn bò mà vừa cầm tạ các bạn. Ôi không.